Xin chào quý vị và bạn, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video tuần ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt ở gần hai chiếc xe tải van Đại diện cho hai thế hệ xe tải van khác nhau Bên tay phải của tôi đây là chiếc xe tải van SMX30 Một trong những cái dòng sản phẩm xe tải van huyền thoại trên thị trường rồi Thì đây là một cái sản phẩm tôi mang ra đây Để đại diện cho những cái dòng sản phẩm xe tải minivan Còn bên này, bên tay trái của tôi Đây chính là chiếc xe gas van 3 chỗ Nó mới về thị trường Việt Nam của chúng ta Nó đem về một cái nguồn gió mới cho cái ngành vận tải hàng hóa ở trong phố đây là một chiếc xe có một kích thước khoang hàng vô cùng lớn, có thể nói là lớn nhất ở trong phân khúc xe tải van này. Đó. Và đây thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những cái ưu nhược điểm của hai thế hệ xe tải van khác nhau này để xem là những cái công việc nào thì chúng ta nên chọn cái chiếc xe tải van có kích thước khoang hàng lớn như thế này và những công việc như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái sản phẩm xe tải van nó có kích thước nhỏ gọn. À, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần uh, nguồn gốc của hai dòng sản phẩm xe này. Hầu hết những cái sản phẩm xe tải minivan nó sẽ có nguồn gốc đó là lắp ráp ở trong nước và à, lắp ráp theo dạng là nhập khẩu linh kiện ba cục có nghĩa là nhập khẩu từng bộ phận về để lắp ráp ở trong à, các nhà máy còn sản phẩm xe tải à, van cơ lớn này thì sao thì nó sẽ được à, trước đây ấy thì nó sẽ là nhập khẩu nguyên chiếc về nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó đã chuyển sang lắp ráp ở trong nước rồi nhưng mà dạng lắp ráp của nó sẽ khác so với cả những chiếc xe minivan à, nó sẽ được lắp ráp theo dạng đó là skd có nghĩa là toàn bộ cái phần máy móc hộp số động cơ này nó được liên kết sẵn rồi Sau đó là khi về đến Việt Nam của chúng ta Sẽ chỉ việc liên kết cái phần thân vỏ ở bên trên Và toàn bộ cái phần cục máy phía bên dưới lại Là chúng ta sẽ có một chiếc xe tải van như đang có mặt ở đây Đó, chúng ta sẽ lội điều hóa một chút về cái phần điện và cái phần ác quy Còn lại kể cả, cả cái phần nốt này nó Cũng sẽ là nhập khẩu từ bên nước ngoài về Và cụ thể thì con này nó đang có nguồn gốc xuất xứ đó là từ Nga à, Vấn đề thứ hai mà mọi người quan tâm đó là về tải trọng là cho phép chở của hai cái à, sản phẩm xe này thì đối với cả những xe minivan Nó sẽ có tải trọng từ 930kg đến 945kg Nó vẫn sẽ được phép di chuyển trong phố 24-24 Và sản phẩm xe gắt van 3 chỗ này cũng vậy Nó sẽ có tải trọng đó là 945kg à, Chúng ta vẫn được phép di chuyển trong phố Mặc dù là kích thước nó hơi cầm quành như này Nhưng mà theo đúng luật thì nó vẫn được phép di chuyển trong phố 24-24 Không lo bị cấm giờ à, Và vấn đề chở hàng thì sẽ liên quan đến cái phần thùng hàng cái dòng sản phẩm xe tải minivan này Thông thường chúng ta sẽ có một chiếc thùng nó dài khoảng tầm 2,2 m cho đến 2,5 m và chiều rộng sẽ rơi vào khoảng tầm là 1,4 m, chiều cao là 1,3 m thì chúng ta sẽ có một cái khoang hàng. Nó có cái độ rộng nó vào khoảng tầm 4,5 m khối. Và thiết kế cánh cửa thì nó sẽ có dạng chung đó là hai cánh cửa lùa như thế này ở hai bên và phía đằng sau thì sẽ có một cánh cửa dạng hất ngược lên giống dạng container. Còn đối với cả xe tải van thể mới này thì mục đích chính của nó là chở hàng trong phố này Nhưng để thay thế xe tải mới gọi là cái yếu tố quan trọng nhất bởi vì là hầu hết hiện tại là xe tải đã bị cấm 100% Không được di chuyển vào trong phố nữa rồi à, Đối với cả chiếc xe tải van thế hệ mới này Thì chúng ta sẽ có một khoang hàng nó rộng rãi hơn Để chúng ta có thể là chở được nhiều hàng như xe tải Đó, khoang hàng của chiếc xe này Nó có chiều dài lọt nòng đó là 3,2m Chiều rộng là 1,8m và chiều cao là 1,9m à, Thể tích ở trong lọt lòng khoang hàng này nó sẽ là 11,5 mét khối Chúng ta có thể là chở được rất là nhiều mặt hàng khác nhau Và mặc dù là tải trọng của xe là 945 kg Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là chở được cái mức tải từ 3 tấn rưỡi trở xuống vô tư Bởi vì toàn bộ cái phần khung gầm sắt thép của sản phẩm xe gắt van này này Nó đều là của Nga Mà đồ của Nga thì mọi người hiểu rồi Rất là nồi đồng cối đá và đặc biệt là cái tuổi thọ của nó rất là cao Khi chúng ta sử dụng ở thị trường Việt Nam Đó về phần thiết kế cửa thì nó chính vì nó rất là to rất là rộng nên là nó chỉ có được thiết kế có một cánh cửa lùa ở bên cạnh như này thôi đó còn phía đằng sau thì chúng ta sẽ có hai phần cánh cửa được thiết kế là mở ra giống dạng xe khách có thể là mở sang hai bên và có thể là ép sát vào à, hai cái phần sườn à, của chiếc xe đó nó vẫn rất là gọn gàng vẫn rất là di chuyển và vẫn rất là dễ dàng đó vậy thì cái mục đích à, để mà chở hàng của hai cái sản phẩm xe này nó có giống nhau không thì tôi xin trả lời mọi người đó là mục đích chở hàng thì nó vẫn giống nhau thôi nó vẫn là di chuyển trong phố 24 trên 24 không bị lo cấm giờ nhưng mà đối với cả những cái bác tài nào những cái khách hàng cá nhân nào ấy mà có những cái mặt hàng nó có kích thước nó nhỏ, nhỏ gọn mà chúng ta di chuyển ở những cái quãng đường nó ngắn thôi có nghĩa là từ quận này sang quận nọ di chuyển trong nội đô trong thành phố thì chúng ta đầu tư cái sản phẩm xả minivan thế hệ cũ này thì nó sẽ hợp lý hơn bởi vì thứ nhất là từ giá thành của nó nó cũng sẽ rẻ hơn và đặc biệt là cái cách vận hành nó cũng sẽ dễ dàng hơn à, nó nhỏ gọn nên là chúng ta di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn luồn mách ở những cái cung đường phố nó dễ dàng hơn đó còn à, chiếc xe tải Garan ba chỗ này thì nó sẽ dành cho những cái doanh nghiệp hoặc là những khách hàng cá nhân nào mà chúng ta chuyên có những cái mặt hàng có cái kiếp cồng cành quãng đường chúng ta di chuyển nó sẽ là xa từ tỉnh thành này sang tỉnh thành nọ hoặc là di chuyển trong nội đô thì đương nhiên là vẫn được thôi nhưng mà ưu điểm của nó hơn so với cả sản phẩm xe minivan đó là chúng ta có thể là dùng để mà di chuyển từ tỉnh thành này sang tỉnh thành nọ thay thế cho xe tải để làm sao có thể là giảm thiểu tối đa được cái cước phí để mà vận chuyển nếu mà một chiếc xe tải minivan này à, chúng ta chở 3 chuyến thì mới bằng chúng ta chở một chuyến của chiếc xe tải van thế hệ mới này đó bởi vì khoang hàng nó rộng hơn rất là nhiều khoang hàng tận 11,5 năm à, mét khối kích thước khoang hàng thì nó có thể là ngang bằng so với cả một chiếc xe tải à, ở phân khúc là ba tấn rưỡi đổ xuống đó và một cái lợi thế nữa đó là chiếc xe tải van à uh, van 3 chỗ này nó sử dụng động cơ đó là động cơ máy dầu. Còn những dòng minivan thì sẽ sử dụng đó là động cơ máy xăng. Nên là máy dầu này thì về sau về dài, về lâu về dài thì cái chi phí này và cái vận hành của nó nó sẽ tốt hơn so với cả máy xăng. nó nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn này, vận hành nó êm ái hơn này và đặc biệt là chạy đường trường thì sẽ tốt hơn. Chiếc xe tải uh, gas van 3 chỗ này thì hiện tại nó được trang bị một cái hệ thống lốp nó to hơn so với cả những dòng minivan cơ bản. Và đặc biệt đó là ở phần hệ thống cầu sau này này Nó là hệ thống lốp kép giống xe tải Đó, đây là một cái điều rất là đặc biệt Mà các dòng xe tải minivan nó chưa có Nó chỉ được trang bị lốp đơn thôi Nhưng mà đây, chiếc xe này sẽ được trang bị một hệ thống lốp kép Một hệ thống cầu cực kỳ to Đó, và chất lượng Thì với một cái hệ thống lốp kép Và một cái hệ thống thân vỏ Được bảo hành 8 năm như này Thì mọi người có thể là chở những cái mặt hàng có kích thước lặng từ ba tấn rưỡi trở xuống hoặc là những cái mặt hàng có kích thước cồng cành đó. Tiếp theo nữa đó là về cái phần giá thành thì sao? À với những dòng sản phẩm xe tải minivan thì chúng ta sẽ phải bỏ ra cái mức chi phí đầu tư nó từ 300 triệu đổ xuống. Nhưng với dòng sản phẩm xe tải gas van 3 chỗ này thì chúng ta sẽ phải đầu tư số tiền nó lớn hơn, nó sẽ phải gấp đôi số tiền đó. Bởi vì lượng hàng nó sẽ trở được gấp 3 cơ. À số tiền hiện tại mà chúng ta đầu tư đó là sẽ rơi vào khoảng à, 630 đến 640 triệu chưa tính chi phí đăng ký đăng kiểm. Nó còn đăng ký đăng kiểm vào thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 700 thì mọi người mà cần biết thêm cụ thể hơn giá thành tốt nhất thị trường thì mọi người hãy nhắc mà lên và liên hệ với tôi. À, tiếp theo nữa là tôi sẽ phải nói về những cái hệ thống à, được à, trang bị ở trên cái phần pin. À, thì với những cả những cái dòng sản phẩm xe tải minivan à, thì hiện tại năm 2022 thì hầu như là nội thất của sản phẩm xe lao nó cũng thiết kế nó rất là hiện đại rất là sang trọng và tiện nghi à, điều hòa hai chiều, lạch kính chỉnh điện này gương chỉnh điện này vô lăng trợ lực máy điện này và đặc biệt là hầu hết là đều được trang bị sẵn màn hình rồi còn đối với cả sản phẩm xe tải gắn 3 chỗ này thì uh, cái mục đích chính của nó là dùng để thay thế xe tải uh, chở hàng uh, kích thước cồng cành di chuyển uh, quãng đường xa uh, tiết kiệm được chi phí chở nên là cái phần khoang nội thất nó nó sẽ được thiết kế nó có phần hơi thô sơ hơn nó không có nhiều trang bị nhưng mà nó vẫn có những cái tính năng cơ bản như là kính chỉnh điện này vô lăng thì chỉ là vô lăng trợ lực lái dầu thôi cảm giác lái nó sẽ lặng tay hơn nhưng mà nó sẽ đầm hơn uh, kính chỉnh điện gương chỉnh điện điều hòa hai chiều nhưng mà về cái phần màn hình thì hiện tại là trên dòng sản phẩm xe tải gác 3 ba chỗ này nó chỉ được trang bị một chiếc màn hình dùng để là kết nối với bluetooth để nghe nhạc phát từ điện thoại chúng ta ra chứ nó không có tính năng là xem video giống như là những cái dòng sản phẩm xe tải minivan thế cũ. À, ngoài ra thì một vấn đề mọi người cũng rất là thắc mắc đó là về phần linh kiện thay thế thì sao? thì đối với cả những dòng sản phẩm xe tải minivan này thì hầu như là nó quá là thông dụng rồi chúng ta đi đến gara nào chúng ta cũng sẽ có linh kiện để mà thay thế sửa chữa. Còn với cái sản phẩm gát van 3 chỗ Một cái sản phẩm mới nạ này Thì trước đây Có nghĩa từ năm 2020, 2021 Thì chúng ta sẽ phải rất là đắn đo Về cái linh phụ kiện thay thế của nó Bởi vì trước đây nó được nhập về Việt Nam Theo dạng nó là nhập khẩu nguyên chiếc Linh phụ kiện nó cũng sẽ phải nhập khẩu về theo Chính vì thế nên là cái nguồn linh phụ kiện nó sẽ rất là khan hiếm Nhưng đến thời điểm hiện tại là năm 2022 Từ lửa đầu năm 2022 đã có nhà máy lắp ráp ở trong Đà Lẵng rồi. À, chính vì thế nên là cái nguồn linh phụ kiện nó đã dồi dào hơn đã được phủ rộng hơn và đặc biệt đó là đến với Autodido thì chúng tôi sẽ có nguyên một kho để mà chứa những cái sản phẩm, những cái linh phụ kiện của dòng sản phẩm xe gắt Nga này. Kể cả xe khách và xe tải van chúng tôi đều có rất là sẵn. Nó nên là mọi người có thể là yên tâm. Hiện tại thì về mặt linh kiện thì hai chiếc xe này nó đều sẵn như nhau. Chúng ta sẽ không phải lo về vấn đề là thiếu linh kiện. Về bảo hành bảo dưỡng thì sao? Bảo hành bảo dưỡng thì chiếc xe tải minivan thì nó sẽ được bảo hành thông thường nó vào khoảng tầm là 35 hoặc là 100.000 km. Đó là mức độ chung. Về phần thân vỏ thì những sản phẩm xe minivan nó sẽ không được bảo hành, đó là điều đương nhiên rồi. Còn đến với sản phẩm xe Gat van 3 chỗ thì chúng ta sẽ được bảo hành là 35 năm nhưng mà quãng đường sẽ là 150.000 km. Và đặc biệt là khung gầm thì chúng ta sẽ được nhà máy bảo hành 8 năm về mặt khung gầm. Đây là một cái điều mà nhà máy chắc lịch, nhà máy tuyên bố chắc lịch cho chúng ta biết một cái điều đó là bảo hành 8 năm về cái phần khung gầm. Thì mọi người có thể hiểu được là cái độ chắc chắn về thân vỏ của này như thế nào rồi. Đó thì mọi người mà cần biết thêm chi tiết hơn về những cái dòng sản phẩm xe tải van minivan và xe tải van thế hệ mới dùng để thay thế xe tải chở hàng thì mọi người hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi ở à, video này thì tôi không không thể là quay chi tiết hết được tất cả các thứ cho mọi người thì hẹn mọi người ở một video gần nhất tôi sẽ gửi đến những cái chi tiết quan trọng nhất cho mọi người à, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của tôi ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau à, và từ tháng 11 đến hết tháng 12 của năm 2022 khi mọi người đầu tư bất kỳ một cái dòng sản phẩm xe nào ở bên Auto Tây Đồ của chúng tôi thì mọi người sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một chiếc xe SH và ngoài ra thì còn rất là nhiều phần quà hấp dẫn khác như là lò vi sóng, TV, tủ lạnh, điều hòa. Đó đó là những cái phần quà hấp dẫn kèm theo khác. Nên là mọi người yên tâm khi mà đến với Auto Edo mua xe thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được quả, không nhận được xe thì sẽ nhận được những cái phần quà khác. Đó. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.